Rồi chào cả nhà nhé. Đây hôm nay thì mình cũng không quay cao tốc, cũng không quay sân bay cả nhà nhé. Hôm nay thì mình có một cái việc này, cụ thể là thế này. Có nhà bạn này ở ngay chỗ này nhé. Ngay chỗ này là gọi chỗ gần nhà Yến mình, sát kế bên hoặc là hàng xóm nhà Yến mình. Thì đây. Đây là nhà Yến mình ở trên chỗ Hàm Liêm thuộc tỉnh huyện Hàm Thuận Bắc Bình Thuận nhé cả nhà nhé. Đây. Kế nhà bây giờ mình kế nhà hàng xóm mình thì có một cái người vợ đấy là bị hiện tại đang là suy thận cấp độ 4 độ 5 rồi nha. Thì bây giờ mình đến mình xem, mình quay cho cái thằng nhà nhá. Thì cái mục đích của đây mình sẽ quay nhà cho nhà xem nhé. Cái mục đích của mình nhá là mình vào mình quay thật sự luôn. Đây nhà của cái bạn này đây nhá. Thì đây Thanh Long thì hiện tại là chết. Bán thì lỗ rồi nha. Đây. Mình sẽ vào mình quay cho cả nhà xem nhé. Đấy thì vừa cái clip thì vừa mình có nói với cả nhà đấy, mình cái đây là nhà cái người hàng xóm kế cái chỗ cửa hàng chỗ cái nhà Yến mình nhá. Thì đây sát là luôn nhà Thanh Long hiện tại này. Đây mình quay cái vườn cho cả nhà xem này. Thanh Long thì hiện tại mấy năm nay làm ăn thì thất thu này. Đấy. Mà bây giờ vợ thì đang bị suy thận độ mấy nhỉ? Độ cuối hả? Suy thận độ cuối ở đây bây giờ. Hiện tại bây giờ đang phải vay ngân hàng mấy trăm triệu này. Đấy. Mà không có tiền đóng lãi luôn. Thậm chí cái thận nhiều khi một tuần chạy hai lần mà cũng phải không có tiền đấy. Cái này là mình quay thật sự là cái nhà người thật việc thật nhá. Đây. Đây là hai vợ chồng thực tế đây. Em tên gì và ở đâu nhỉ? Dạ em tên Quang ở Hàm Liêm. À đây em này ở Hàm Liêm nhá. Năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ 42 tuổi. À, thế thực tế là bây giờ cái độ thận của em là bao nhiêu rồi? Dạ suy thận giai đoạn cuối. À, thế là một tuần là phải mấy lần? Dạ một tuần phải hai lần. Đấy thì mình cũng kêu gọi cộng đồng mạng nhé. Nhưng mà ai mà có tùy tâm cả nhà nhé. Còn mình sẽ ghim cái số điện thoại của em nó ở đây với cái số tài khoản ở đây nhé. Nếu bạn nào mà có thì cứ đóng góp trực tiếp vào cho em nó nhé. Mình thì không có nhận đâu nhé. Còn cả nhà thì cứ đưa trực tiếp vào số tài khoản của em đó nha. Đây em cứ cầm đi để anh quay cho. Đây cái số tài khoản mình sẽ quay kỹ vào đây là đấy. Đây là cái số tài khoản nhá. Số tài khoản là ngân hàng Agribank nhá cả nhà nhá. Ngân hàng Agribank đây này. Đây. Tên gì em đọc tên gì? Tên trong cái tài khoản này. Lương Kim Quốc Cường. Lương là tên chồng đúng không? Lương Kim Quốc Cường. Đây. Đây số tài khoản này nha, ok nhá. Rồi bản thân mình, chỗ anh em mình thì cũng kêu gọi được một ít thì mình sẽ trao tặng cho bạn ấy trước nhá. Đây em ơi, đây là team của mình nhá. Cảm ơn. Rồi em nói gì khán giả đi. Dạ em cũng cảm ơn mấy anh chị đã giúp đỡ cho em. Rồi ok em nhá. Dạ.